duy phương kêu gọi khán giả chuyển tiền hỗ trợ mình trong clip mới trên kênh youtube cá nhân nghệ sĩ duy phương đã để lại số tài khoản hy vọng nhận được tiền giúp đỡ từ khán giả ở tuổi 68, nghệ sĩ Duy Phương chưa được sống an nhàn mà vẫn còn nặng nợ cơm áo gạo tiền. Sau khi tố con cái không biết làm tròn chữ hiếu, nam nghệ sĩ này quyết định kêu gọi người hâm mộ ủng hộ tiền cho mình. Mới đây trên kênh youtube cá nhân, nghệ sĩ Duy Phương đã ghi lại hình ảnh đi thăm mộ của ba mình. Nam diễn viên cho biết, anh thường xuyên ra đến đây để thắp hương và trò chuyện với người cha đã khuất. Lần này, chồng cũ Lê Giang ra thắp nhang và cầu khấn để bề trên phù hộ, giúp anh thực hiện những hoài bão mong muốn hôm nay con có chút trái cây mang ra viếng mộ ba ba độ để con thực hiện những giấc mơ hoài bão của con để mọi người cộng đồng mạng thương con tạo điều kiện để con thực hiện những ước mơ trong quãng đời còn lại của mình con mong linh hồn ba hiển linh về độ cho con nam diễn viên tiết lộ trong clip tôi hay lên mộ của ba mình ngồi tưởng nhớ và tâm sự với ba mỗi lúc gặp khó khăn hoạn nạn mỗi khi có điều gì xảy đến tôi thường lên đây ngồi với ba sau những chuyện vừa qua tôi còn ngơ ngác lắm được cái là nhiều khán giả ủng hộ tôi làm clip, làm kênh YouTube nên tôi cũng suy nghĩ rồi nãy ý định làm cho được. Trước khi làm, tôi phải lên xin ba để ba phù hộ cho mình. Thực sự tôi mệt mỏi lắm, nhưng cầu mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình cống hiến, để lại cho đời một nghệ sĩ đàng hoàng, tốt đẹp, chân tình hơn. Mong mọi người ủng hộ tôi bên cạnh đó nghệ sĩ duy phương cho biết trong thời gian tới anh sẽ thực hiện những chuỗi dài clip trên kênh youtube cá nhân của mình cha của lê lộc còn chia sẻ số tài khoản mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người để có thể thực hiện những clip một cách hoàn chỉnh hơn tôi mong mọi người chia sẻ hỗ trợ để xóa bỏ cảnh khó khăn trước mắt của tôi cảm ơn mọi người đã thương tôi trong quãng đời cuối cùng này tôi mong sẽ gửi đến khán giả những thước phim những clip thật hay để mọi người thấy người nghệ sĩ này có cống hiến Đoạn clip của Di Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm bàn luận từ đông đảo khán giả. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nam nghệ sĩ, xót xa khi nghĩ lại về một thời hoàng kim của anh. Song vẫn không ít khán giả khó hiểu khi nam diễn viên lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Dù anh có con cái trưởng thành, lại đang hoạt động nghệ thuật. Có con cái sao không kêu con cái báo hiếu, con cái là phải chăm lo cho cha mẹ khi về già chứ. Tuổi già mà vẫn cố gắng tự làm kiếm sống, thương chú. Mong chú thành công để có cuộc sống ổn định hơn. Duy Phương là một nghệ sĩ quen mặt với khán giả đã lâu, được nhớ đến qua những tiểu phẩm hài hước. Từng đạt thành công lớn, nhưng hiện tại khi ở tuổi U70, nam nghệ sĩ này vẫn chặt vật kiếm sống. Cuộc sống hiện tại của anh rất khó khăn khi kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất, chưa kể vì tình hình dịch bệnh. Nên công việc đóng phim cũng không còn nhiều, không thể kiếm ra tiền trong cũ lê giang tiết lộ hiện tại vẫn chưa trả được nợ gặp nhiều khó khăn nhưng không có nhiều sự giúp đỡ từ con cái những chia sẻ từ duy phương tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng nhìn lại thời huy hoàng không ít người cảm thấy xót xa cho cuộc sống khó khăn của nam nghệ sĩ thời điểm hiện tại bạn có quan điểm ra sao trước việc duy phương kêu gọi khán giả chuyển tiền hỗ trợ hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé